Chàng trai này được đặc cách miễn nghĩa vụ quân sự nhưng anh ta lại tự ghi danh để tòng quân chống giặc. Nhìn ốm yếu gầy mòn thế kia, chỉ huy của anh còn phải căn dặn: "Mày chú ý đừng để nó ra gió mạnh, lỡ gió thổi nó bay mất tao không biết đẻ làm sao kịp thằng con lớn như vậy để đền cho cha mẹ mày." Cuộc sống trong quân đội vô cùng khắc nghiệt. Đã vậy lại còn tập luyện gian khổ, nhưng anh chàng này vẫn có thể vượt qua được tất cả, chỉ ngoại trừ một điều anh nhất quyết không thực hiện, đó chính là cầm súng. Sau khi chỉ huy biết được tin này đã vội gọi anh đến gặp mặt, anh đã giải thích về việc mình không cầm súng là vì đức tin của mình không cho phép giết người. Nên việc cầm súng là không cần thiết, chỉ huy có vẻ rất bất mãn với câu trả lời đó vì chẳng có trận chiến nào lại không có người phải hy sinh. Chỉ huy không đủ quyền hạn để trục xuất anh ra khỏi quân ngũ nên đành chấp nhận chuyển anh chàng này qua đội lính cứu thương, với điều kiện là anh ta phải vượt qua tất cả các khóa tập huấn. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại, những người lính khác đã tìm đến gây sự với anh, đánh đập anh dã man và ngạo mạn, cho rằng anh là một kẻ hèn nhát yếu đuối, lấy đức tin ra làm cái cớ để trốn trong chiếc mai rùa của mình. Mặc dù bị ức hiếp nhưng anh ta cũng không hề chống trả, thậm chí khi chỉ huy cố gắng thuyết phục anh nói ra ai là kẻ đã hành hung, anh im lặng một lúc rồi trả lời rằng không có ai tấn công mình cả. Việc này vừa giữ được hòa khí cho tất cả mọi người lại không gây phiền toái đến những vị tướng tá ở trên. Chỉ huy nhìn anh gật gù tỏ vẻ hài lòng, trong khi đó mắt của anh đã đỏ hoe từ khi nào không biết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày tất cả bọn họ được nghỉ phép. Riêng anh dù đã nộp đơn trước 3 tuần rồi nhưng vẫn bị từ chối, cũng bởi vì anh chưa hoàn thành khóa huấn luyện bắn súng. Anh giải thích rằng trưa nay là ngày đám cưới của mình, chỉ huy đã ra lệnh cho anh phải cấm súng lên thì mới cho phép anh được trở về nhà. Mặc dù điều kiện dễ như thế thôi nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối không làm. Ông còn đe dọa nếu anh còn tiếp tục chống đối chỉ huy, ông ấy sẽ đưa anh ra tòa án để họ nhốt anh vào tù cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trong lúc anh chỉ biết cầu nguyện và đập phá mọi thứ thì cô dâu của anh đang chờ đợi tại lễ đường. Quan khách đã đến tham dự rất đông và chúc phúc cho họ, nhưng chú rể đã không có mặt ở đây. Ai nấy trong tình cảnh này chắc sẽ nghi ngờ rằng chú rể phản bội, chỉ có cô là hiểu rõ hơn ai hết người đàn ông mà cô đã chọn làm chồng. Cô bình tĩnh tìm đến doanh trại để gặp anh ấy. Sau bao tháng ngày không gặp, có lẽ nỗi nhớ đã khiến anh quên đi cả cảm giác đau đớn mà nói dối với cô rằng vết thương trên người là do anh đánh nhau với bức tường, không may khiến bản thân mình bị đau mà thôi. Cô ấy không tin và còn khuyên anh hãy hợp tác với chỉ huy cầm súng lên để được yên thân, nhưng anh vẫn giữ vững đức tin của mình. Chúa đã dạy không nên giết người, anh sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà phản bội lại chính mình và lời dạy của Chúa. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao anh chàng này lại cứng đầu như vậy, tất cả cũng chỉ do quá khứ của anh ấy chỉ toàn là những chuỗi ngày bạo lực. Ngày còn bé, người cha đã vô tâm mặc sức để hai anh em đánh nhau đến vỡ cả đầu. Trong khi người cha đang định đánh anh một trận cho ra bã thì người mẹ đã kịp thời ngăn cản. Cùng lúc đó anh nhìn lên bức tranh treo trên tường. Điều răn thứ 6 của Chúa chính là không được giết người. Đêm đó hai anh em nằm ngủ lại nghe những lời chửi bới và đe dọa của cha đối với người mẹ yếu đuối. Cả hai người đều ghét cay ghét đắng tính cộc cằn thô lỗ của ông. Cho đến một ngày người mẹ đã giải thích rằng trước đây ông ấy không phải người như vậy. Cũng chỉ vì ông ấy đi lính và tham giam gia vào những trận đánh khốc liệt đã khiến tính khí ông thay đổi, cả tư tưởng cũng trở nên tàn bạo. Thời gian nhanh chóng như thoi đưa, cậu bé năm nào cũng đã lớn lên. Trong một lần chứng kiến anh trai bị tai nạn, anh đã đích thân đưa anh mình vào bệnh viện điều trị, nhờ đó anh mới có thể gặp được cô y tá xinh đẹp. Với tài ăn nói khéo léo hóm hình cộng với tấm lòng lương thiện của mình, anh đã nhanh chóng tán đổ được cô ấy. Không cần hoa, không cần nhẫn kim cương, chỉ bằng trái tim chân thành anh cũng có thể cầu hôn được người con gái anh yêu. Đang yên đang lành làm việc trong nhà máy của Bộ Quốc phòng nên được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng anh lại tự ý đăng ký đi đầu quân. Giờ đây anh đang phải đối mặt với việc ngồi tù vì không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Khi đại tá hỏi anh lý do vì sao biết mình sẽ không cầm súng mà lại tự đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, anh đã nói rằng có rất nhiều người đã hy sinh trong chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc. Nếu anh tham sống sợ chết ở nhà thì thật sự không công bằng với họ. Anh có năng lực để phục vụ dưới tư cách lính cứu thương, cũng sẽ ra chiến trường sánh vai cùng đồng đội nhưng trong lúc họ giết người thì anh sẽ cứu người. Mặc dù những lời phản biện rất cảm động nhưng điều đó không thể làm thay đổi sự cứng nhắc của luật lệ. Cha của anh sau đó đã dùng mối quan hệ trong quân ngũ để xin được một bức thư của thiếu tướng. Miễn trừ việc cầm súng với bất kỳ hình thức nào, chỉ huy của anh đành ngoan ngoãn nghe theo lệnh. Anh tiếp tục được quay trở lại phục vụ quân đội nhưng tham chiến mà không cần mang theo bất cứ vũ khí phòng thân nào. Trước khi ra trận, anh tranh thủ về nhà làm đám cưới với cô y tá xinh đẹp, động phòng cho đúng quy trình rồi mới yên tâm lên đường. Chiến trường cho anh nhìn thấy mưa bom bão đạn mịt mù. Những chiếc xe chở lính tử trận và bị thương nhiều vô số kể, và họ đến đây là để thay thế những người lính đó. Chẳng ai biết trong số họ kết cục sẽ ra sao, chắc chết bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhiều đến nổi lấp cả lối đi. Trong khi binh đoàn của họ đang đi rà soát tình hình thì đột nhiên bị tấn công bởi hàng ngàn viên đạn. Những quả bom tóe lửa chỉ cần rơi xuống đất là đã cướp đi vài sinh mạng đang khát khao sự sống để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Họ vẫn phải đứng lên để tiếp tục đấu tranh bởi vì kẻ thù vẫn còn đang đe dọa đến đất nước.
bom đạn mịt mù khiến họ không thể nào nhìn rõ, tất cả hành động đều được dựa vào suy đoán và cảm tính. Chàng trai của chúng ta đã rất nỗ lực trong việc cứu chữa những đồng đội bị thương, ở đó họ không chỉ có lòng yêu nước mà còn có cả tình đồng chí, hỗ trợ hết mình những người anh em cùng giàu sinh ra tử. Tối đến cũng là lúc họ ngừng chiến sau một chuỗi ngày dài thê thảm, những người lính lại ngồi cùng nhau và bày tỏ nỗi lòng, không chỉ riêng anh ghét chiến tranh mà ai cũng vậy. Lúc này anh đã tiết lộ sau khi nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng mẹ bị cha bạo hành, anh đã không kiềm chế được mà cầm súng lên định bắn vào đầu cha, cũng may lúc đó anh vẫn còn kiểm soát được bản thân mà buông bỏ vũ khí xuống. Kể từ đó anh thề với lòng và cả với Chúa rằng anh sẽ không bao giờ cầm vũ khí lên nữa. Rạng sáng hôm sau khi ông mặt trời còn chưa kịp thức giấc, những người lính Nhật đã ồ ạt tấn công vào căn cứ của lính Mỹ. Họ quyết chống trả bằng tất cả những gì họ đã được trang bị bao gồm cả bom và súng đạn, thậm chí một vài người liều mạng còn cảm tử ôm bom tự sát cùng quân địch. Mỗi một người ngã xuống là anh lại cố vác họ trở về để chữa trị. Trong đám đông tất bật những con người đang vô cùng máu lửa đằng đằng sát khí đó có một chàng trai chạy đôn chạy đáo dồn hết sức lực để cứu người. Nếu nói cứu một mạng người bằng xây 10 tòa tháp thì có lẽ anh chàng này đã phải xây được hàng trăm tòa tháp rồi. Sau khi thất thủ, lính Mỹ vội vàng rút quân, họ trèo xuống vách núi để tìm cho mình một con đường sống. Anh nán lại một lúc để vút mặt cho người đồng đội xấu số đã vừa phải bỏ mạng tại chiến trường. Trong tiếng bom đạn nổ liên hồi, anh lại nghe thấy những lời cầu cứu thất thanh vang lên và anh thật sự biết được rằng bản thân mình cần phải duy trì ý chí trong bất kỳ tình huống nào, cho dù họ chỉ còn chút ít hơi thở yếu ớt thì anh cũng không bỏ rơi họ. Trong khi chỗ ẩn nấp đã bị phá sập, những người còn sống sót buộc phải tự tìm cách để sinh tồn. Lúc này anh nghe thấy tiếng cầu cứu của một đồng đội bị thương ở gần đó, mặc kệ kẻ thù đang đến rất gần, anh vẫn liều mạng rời khỏi nơi ẩn nấp. Lớp cát giúp đồng đội ngụy trang, còn bản thân mình lấy một xác chết đè lên người. Bất thình lình một tên lính Nhật đi ngang qua và đâm một nhát vào thi thể để chắc chắn rằng tất cả đều đã chết. Sau khi bọn chúng bỏ đi, anh vội vàng thoát ra và chạy đến chỗ người đồng đội lúc nãy để tiếp tục sứ mệnh cứu người của anh. Lúc quay trở lại, anh đã để kẻ địch phát hiện ra mình. Mặc dù đã chạy trốn xuống dưới một đường cống nhưng chúng vẫn quăng lựu đạn vào trong. Anh may mắn nhanh chân nên thoát chết, song bên dưới cũng có rất nhiều lính Nhật đang đi tuần. Trong lúc ẩn nấp, anh phát hiện một người lính Nhật đang bị thương. Thay vì giết chết kẻ thù, anh lại chọn cách chữa trị vết thương cho anh ta. Điều đó khiến người đàn ông kia ngỡ ngàng. Người sống sót trở về doanh trại cầu xin chi viện từ chỉ huy nhưng lại bị ông ấy từ chối. Ông ta không biết rằng ở chiến trường đó liệu còn ai sống sót hay không. Việc điều binh đến chẳng khác nào tự sát. Điều này khiến những người lính còn mắc kẹt lại vô cùng khốn đốn. Họ phải chật vật xoay sở với tính mạng của mình và gánh nặng bảo vệ lãnh thổ đang đè nặng lên đôi vai. Người hùng không súng thoát khỏi sự truy sát của lính Nhật, vẫn đang miệt mài đưa những người lính bị thương xuống núi để trị thương. Trong số đó có cả lính Nhật khiến những người trong doanh trại và ngay cả đại úy cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ một mình anh chàng nhút nhát ấy làm tất cả điều thần kỳ này suốt đêm qua hay sao? Lúc này trên núi chỉ còn lại anh và trung úy là chưa thể trở về. Trung úy đang bị thương và anh không thể bỏ ông ấy ở lại. Bọn lính Nhật đã phát hiện ra họ. Anh cầm lấy khẩu súng nhưng không phải để giết người mà là dùng nó để kéo trung úy đến bên vách núi. Ranh giới sinh tử mỏng manh như một sợi chỉ. Anh thắt nút sợi dây thừng rồi đưa trung úy xuống núi, còn mình thì vẫn kẹt lại bên trên. Cuối cùng anh cột sợi dây vào gốc cây và liều mạng nhảy xuống. Lúc đi còn mang theo một đồng đội bị thương quay về. Bọn lính Nhật đuổi đến vách núi liền bị quân Mỹ bắn cho tơi tả, buộc lòng phải rút quân. Những điều mà anh làm phải nói là quá phi thường. Mặc dù đã thấm mệt với những gì anh đã trải qua suốt trận chiến khốc liệt đó, nhưng anh vẫn cố nén giọt nước mắt trả lời với đại úy: tôi không hề bị thương. Chưa kịp nghỉ ngơi thì ngày mai họ phải quay trở lại trận chiến trên núi để tiếp tục đánh trận. Mà lúc này đại úy nói với anh rằng những người lính của chúng ta không đồng ý chiến đấu nếu như vắng mặt cậu. Vì vậy trong trận chiến đó đại tá đã không ngừng gọi đến giục họ nhanh chóng xuất quân, nhưng cuối cùng họ lại để trễ 10 phút chỉ vì đợi người anh hùng không xuống cầu nguyện cho tất cả bọn họ. Tất cả họ đều không có đức tin, điều mà họ tin tưởng duy nhất trong lúc này đó chính là chàng trai ấy. Họ mạnh mẽ xông lên càn quét chiến trường, phá hủy căn cứ địch. Chẳng mấy chốc lính Nhật đã tháo chạy trước biển lửa dữ dội mà quân Mỹ mang tới. Vào bước đường cùng, lính Nhật cởi bỏ quân phục giơ cờ trắng đầu hàng nhưng lại lén cầm quả lựu đạn ném về phía lính Mỹ. Vẫn là anh chàng nhát gan đó lại dám đứng ra hất tung quả lựu đạn. May mắn cứu mạng được toàn bộ đồng đội của mình nhưng mảnh vỡ của nó cũng đã ghim vào cơ thể anh. Lính Mỹ tức giận nổ súng xối xả tiêu diệt quân Nhật. Một số ít bị bắt làm tù binh. Vị tướng của Nhật Bản cầm quân trong trận chiến này vì thua trận nên đã tự sát. Chàng trai được đồng đội đưa về doanh trại trị thương khẩn cấp. Quyển kinh thánh anh luôn mang theo bên mình không may bị rơi trong lúc loạn lạc đã được người đồng đội mạo hiểm quay lại chiến trận nhặt nó mang về trao cho anh. Cầm quyển kinh thánh trong tay, anh cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết. Lúc này anh đã có thể nhắm mắt để nghỉ ngơi được rồi. Bộ phim Người hùng không súng lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một cựu quân nhân tên Desmond Doss. Ông đã giải cứu 75 thương binh khỏi đỉnh Hacksaw, là người theo chủ nghĩa không giết người đầu tiên nhận huy chương danh dự.
giải thưởng cao nhất ở Mỹ dành cho lòng can đảm tham gia chiến tranh. Ông sau đó kết hôn và có cuộc đời hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp của mình. Thật sai lầm khi báng bổ đức tin của một ai đó. Kể cả trong quân đội hay bất cứ đâu cũng vậy. Nhiều năm sau, những đồng đội ngày trước đã từng phỉ báng anh cũng phải rơi nước mắt và thán phục anh như một người hùng vĩ đại nhất mà họ từng gặp. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.